Ồ, cá này bữa bữa nào cũng có. Ủa rồi à, tay gàng cực mà kéo câu nó sướng. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng 8 giờ mấy 9 giờ đêm rồi cả nhà ơi. Tùng mới tới. Nãy giờ thì anh Nghĩa mình qua sông Tiền rồi, ở dưới bè nằm nghỉ. Tùng mới kêu anh Nghĩa vô rước Tùng cái nè. Dạ rồi, đây là anh Nghĩa mình nè cả nhà. Hello. Hello, chào cả nhà. Dạ. Nè anh Nghĩa giăng lưới gì đây? Cá xác. Cá xác ha. Rồi, Tùng mời cả nhà xuống xuồng nha. Chút mới đi hả Nghĩa, hay sao? Vậy còn đợi, ê cho nó rướng nè. Ok. Đây là cái lưới của anh Nghĩa nè. Giăng lưới xong rồi giờ trải miếng vải sẵn ha. Trải sẵn đi, chuẩn bị sẵn hồi cái mình bơi ra cái mình cuốn lưới. Bắt cá. Rồi xong mới gót phải không? Anh Nghĩa. Chế cho miếng cho nó nở rồi mới gót phải không? Đây là chiêu của anh Nghĩa. Dạ rồi. Anh em mình lên bè ngồi chè nước. Anh Nghĩa thì xem lại những video săn bắt của 66 TV. Rồi pha xong ly cà phê mà anh Nghĩa nha. Tụi mày cả nhà, vô anh Nghĩa. Mời cả nhà uống cà phê. Uống cà phê chè nước cả nhà. Đang coi clip của em Nhí nha, nhân câu của em Nhí ha. Dính cái sủ có dây. Dính cái sủ có dây à. Anh Nghĩa. Sẵn em gửi tiền xăng. Tháng rồi em có tiền YouTube đó thì chia sẻ xăng với mấy anh em cho cũng đỡ gánh nặng phần nào. Rồi anh thí dụ như qua đây được chạy tới chạy lui rước em này kia đồ ha. Thì cảm ơn anh Nghĩa nhiều. Anh em mình cố gắng mong bà cậu độ cho anh được làm được nhiều cá ha. Rồi mà mình đây cũng cảm ơn bạn Tùng nhiều luôn. Dạ dạ. Dạ rồi. Nên mình uống cà phê cả nhà. Vô. Vô. Bữa nay chưa chưa kéo lưới lại có tiền vô trước rồi. Rồi vô anh ơi. Rồi vô nha. Rồi. Vô. Em pha hơi ngọt, thôi cãi đi. Vô uống chút xíu nè. Vô. Chút xíu nè anh em mình đi cuốn lưới rồi Tùng quay tiếp cho cả nhà xem nha. Giờ này chị hai kìa mới ăn tô mì cái điếu ngói kìa. Ủa quá bị gì vậy ta? Sau một hồi ngồi chờ nước uống cà phê bây giờ nước đã nhóm gồng rồi. Anh em mình chạy ra ngoài tay lưới để mình cuốn lên cả nhà ơi. Nước còn còn lên mạnh mà. Còn lên hả? Ừ. Ai biết đâu anh nói nhóm rồng rồi rồi đi. Em nói rồi. Nhà ơi nhóm rồng rồi mình lên đường. Mình đi cuốn. Sao mình đợi không hay là mình cuốn luôn? Cuốn hết chứ. Cuốn luôn. Rồng mé. Ở ngoài sông lớn hay nha. Nước nó lớn đầy sông xong rồi mà nó giật trong mé, nó giật hơi kêu là thấp nước xuống rồi đó, nhưng mà ở ngoài sông á nó dọn nó còn chảy lên một hồi xong rồi nó mới nhả lại. Bữa nay lấy thao bự gỡ cá nên cho nó hên coi.
rồi. Vô bài cá úc bây giờ. Chưa anh ơi. Có con. Trời ơi, cây. Trời ơi. Cái này vô bầy thiệt rồi. Vô bầy thiệt rồi. Vô bầy cốt thiệt rồi các anh ơi. Này không không còn gì cháu chảy ha nè. Ừ. Không gì cháu bầu chưa. Anh nghĩ Vinh còn đầu tiên là anh nghĩ đã phán rồi. Vô bầy rồi. Sáu à ai à ấy 60.000 ký chịu khó gỡ. Rồi 30 con mới còn à, còn gai thì ha thì 220 một gai. Cổ thằng nhí. Hết biết. Một nồi rồi. Ừ, cỡ này ít. Cỡ cỡ này xanh kỳ nhiều. Xanh kỳ cặp cặp ở trong á. Cặp cặp ở trong trong đó mới nhiều. Đó con gì kìa, cá sát gì kìa. Con cá sát à. Con này đi lạc nè. Nó xíu. À, cái cá sát chỗ này cũng có bữa nha. Có ba bữa dính nhiều lắm à. Thôi chứ cá úc đâu dính hoài vậy. Đó. Bông lao cổ luôn. Trời, vô trong mình kiếm bầy cá xanh kỳ cũng được. À, nằm mép trong á. Nước này lên mạnh nè, bọc nhiều nè. Rồi vô cốt. Thôi rồi một chùm cốt. Qua là cái úc là hơi khỏe ha nha. Ừ, qua đó. Rồi qua là cá úc luôn, cái hỏng còn cá gì luôn.
đó. Xe. Xe, cá xe. Đây là chưa qua. Được con cá sát đi lạc. Ta tới khúc cái xanh kỳ rồi đó. Có xanh kỳ rồi đó. Ồ, cá sủ luôn. Sủ con dí luôn. Vô đây có cá sát, cá sinh kỳ cũng đỡ. Nằm cặp con này không à? Tại ít hay nhiều gì không cần biết, mà có cá sát, cá sinh kỳ gỡ là quý rồi. Cũng có tinh thần để gỡ ha. Đó, má xịn kìa, đó. Má xịn dữ lắm đó. Ôi, sao rồi bạn? Có dự định bổ lưới nữa không? quá dính rồi, rồi nhí ơi. Cá út không? Trời ơi, ba đầu quỷ. Đó. Ồ. Hỏi này ai mua tục? Ông biết không? Có gì không? Hả? Có gì không? Ăn trái bỏ cơm luôn. Nó bự à. Ăn bao no mà. Bao no luôn. Cái này cháu không thấy cháu chắc là đi nó không về nữa quá. Mắc đèn hoài ta. Cái này văn câu đủ tiền mua đèn. Mắc cái chưa mua lại nó mắc nữa rồi. Từ đâu tới đâu nhỉ? Em văn xong là nó cào lên trên rồi. Em văn xong là nó cào lên trên rồi. Tại chiều hồi chiều qua thấy cào từ đây trở nè. Em đặt đầu em chưa lấy nó mới anh làm sao nó mới làm. Cá này bữa nào cũng có. Ủa rồi hai con hả? Cá này có ký nè. Nãy giờ dính cái con này nhỏ nhỏ không. Nhân cầu ở dưới cũng muốn nhân nào cứu, còn nhân đây phải cứu sớm chút là được. Ở dưới kia đã không? Nhân bổ lưới nào là nước chảy mạnh, nhân nào bổ lưới hết được mới ra cứu. Vô tư. Một cặp cá học trò ha. Và vậy đó mãi đưa lưới 8 xuống nó không dính. Đâu quá.
cá này là cá lưới 4 mà anh. Chọn tay nó hấp. À. San kỳ bữa nay dính yếu rồi. Gây canh nước rồi nha. Nước cái sẩm tối nè. Nước này bữa nay không ai không linh nè. Anh nghĩa? Hả? Sao nghĩa? Sao? Cho ghét cái giò qua không nghĩa? À, một con cá sủ nha. Cười. Cái giò của em không có chín lô gì. Chết vợ nhà lại là cái ghét cái giò qua lại một đứa đó. Làm sao đó em? Dữ chưa? Lý là có cái hai giò vợ tôi cơ. Còn hai giò là lãi 2-3 đứa. Wow. Hèn chi vậy là ở nhà rất rất đi lắm nè. Rồi giờ bữa nay phát hiện rồi. Nói chung là quý khán giả mình khỏi xin trang bìa trang túi gì của anh Nghĩa, đừng giờ cứ gắt giò là được rồi. Bữa nay cho biết luôn đó. Cái gắt giò qua lại đứa. À, vô đây có sanh kỳ, có tinh thần đó rồi. Học sao anh nhé, gắt giò qua là con nhờ nó quýnh cho tét đầu. Anh đâu? Ừ. Nó nằm nó chờ hoài mà ghét chờ hoài mà không là tét cái đầu. Đang ngủ ghét chờ hiều hiều cái lâm. Lâm. Tao ghét giò nó gọi là dấu hiệu đó anh nha. À. Mật mã đó. Mật khẩu á. Chỗ này mà lỡ em ngủ em lăn kiểu này chắc chết luôn. Chết. Rồi lỡ đụng cái cũng thông luôn đó. Rồi tu đây hết lứ mới chết nè. À, có mấy con cá nè, gạch đẹp chứ trời, cắt là hoàng. À cắt cờ tài mài rồi chứ thẳng. Em lấy búa em chặt đây còn lụm gạch không kẹo rồi đừng nói với mấy cá. Bộ dữ dằn anh ý, thấy đi chỗ đèn anh chỗ đi. Mà nó chết đèn không anh, nó bụi ban đêm á, giờ bụi mới gõ. Dữ thì rất là dữ lắm bụi. Rồi bữa nay cá nó không tịch rồi, mình còn một đoạn giống vậy nữa, còn đoạn nữa giờ bữa mới tịch vàng bữa lại dữ rồi bỏ không bỏ à. Có lưới nha, bổ lại nước rộng nè. Một hồi nữa chạy vòng đường ở trên về cái tốn xăng luôn nè. Rồi. Hỏng tịch. Cái kia rồi sao ta? Giống như hồi này nãy xem đoạn mãi cá hôm nay nó nhợt thật gì đó nhỉ. Nó khâu bằng câu nhỉ. Tiệt thật hả? Tên mới là lạ không? Văn dở vậy giờ cá út mà văn không dính. Không dính luôn. Muốn ra không? Lại hỏi em chỉ cho. Thôi, sợ rồi. Lên ông nhà cá út có dính nổi lứ chưa? lên dàm hả? Hả anh Tùng? Hỏi ông nghĩa cho ông nhà cá út có dính nổi lứ chưa? Chứ em nhận là dính nổi lứ rồi đó. Trời ơi, hay dữ vậy. Bữa nay cá út không rồi, hiểm hay rồi. Cá út không hả? Dạ. Rồi, cá út không rồi. Cái xác ông văn, cá út. Bởi vậy. Cá
Méo ơi. Có méo bấm chân dữ rồi nè anh ơi, quíu quíu chân rồi nè. Quíu chân nó là lụm đó. Có lưới xuồng đó, chơi luôn. Chết luôn. Chơi luôn em. Để đó mình cuốn cho. Cái xác mình lấy, cái ốc bạn lấy. Tùy gấu. Nhìn nước rồi, dám chơi lắm rồi nha. Nếu nước còn lên mà. Chơi lắm á. Cái đó. Cái đèn cờ. Nói rồi, đèn định rồi. Nãy giờ mới được có mấy cái xác xanh kỳ vậy đó nha, bao nhiêu có út không, hy vọng ở động này. Trời ơi, chưa chân mở hàng con cá út. Rồi vô bậy ơi, vô bậy chứ ơi. Cừ hả nhí? Anh Đầu ơi. Ơi. Có chơi là có chẹo anh nhé. Ê, câu nghe quen quen ta. Em mới dạy tao dám chơi nữa đâu. Con lứ để chuồng chơi vậy đó, không ổn đó. Đóng lưới to luôn rồi còn chưa dám ngủ đó. Trời mấy con ơi. Ui, ăn trời ơi, ăn nhầm gì, xe gì thôi gì. Mà là quỷ này. Mấy con nữa. 250, 250. Gì? 200 mấy? Ừ, ông chưa chơn là ông lên 30 ngàn tay rồi. Nè. Ê, ẩu nha nhé. Đúng không? Chó, không phải chó cắn, cũng tính xuống đầu xuống giò, đầu xuống tay đâu hả? Đúng không? Đâu phải chỗ nào nó cũng 202 đâu. Cái cá rồi, 220 của nhí đó. Đọc hiệu quá, nhắc khéo rồi không à. Ê, nó nói cho bài sáng chiên chạy qua em còn gỗ câu dây sáu thì coi lên câu đó được không, lấy lưỡi đó lên tới mẫu trăm rồi lưỡi câu cũ cũng phồng á. Ờ, ở đâu bữa lâu lâu ra còn được khúc đó không biết nữa, được câu còng đó à. Làm loại gỗ bự với gỗ nhỏ để dành dân tôm lóng. Tôm lóng rồi, tôm lóng vậy sao là vừa qua dây bảy bự lắm. Dây bảy nó lỡ cỡ cho à. Ông nhân tôm này nó bự mà ông nhân ốc thì nhỏ. Em đặt nguyên đợt dây bảy chỉ có xài đâu. Câu mềm xèo mà ghét bỏ luôn đó. Cấu mãi đỉnh. Kiểu này chắc lên kho nữa quá nhỉ. Cá không lên kho. Em dục lứ xuống cho nó nặng xuồng chơi đó chứ đâu ủa. Yeah. Cho giặt mũi xuồng. Biết chi không tụ? Đó anh à. Không biết. Cho nó vô nước ngồi tắt nước đồ chơi. Trời. Tao coi gì làm nhanh phải không? Đúng. Rảnh rồi.
Tại vì cái đường nứt ở đây là nó nặng xuồng, nó vô nước nhẹ, nó vô nước. Ừ. Sợ nó không vô giặt thêm. Đã người ta tát nước rồi cho cái xuồng sạch luôn phải không? Chứ cho lứ vào để dành đeo bè rồi sao tỷ lệ cái út nó bây giờ đeo trên bè ông chim á, nó mới dính cái út mà chứ không có mấy con chứ. Chờ dài xuống tăng lại không có mấy con chứ. Bè ông chim nghe vậy cũng xe diện như thường nha, đừng giỡn nha. Bởi vậy không cũng đeo với cũng bánh trong đầu rồi đó. Trời ơi, con cá gì đâu mà được gỡ quản được rồi. Có hai. Có hai xanh kỳ bự không? Phải không? Phải. Một hồi lên văng coi. Dứt. Không dính xanh kỳ thì cấu xe diện nha. Cút vào đầm luôn á. Lên đó có cá kết nha. Không thì bộ xanh kỳ trên món hai nó dài lên tới món một luôn á. Mà ngán cái cá út sao nó đông quần số. Rồi trên đó mình chạy rồi thua. Trên đó có nước đi lưới phao. Ê bạn có lưới phao luôn nha bạn. Thì đó trên đó có nước đi lưới phao á. Chứ bây giờ neo trên đó sao thấy cốc gỡ ngán quá. Gỡ không nổi chứ ngán gì. Hổm gà mình bị chỉnh hết mấy lưới rồi. Ruộng không? Em giáo mà bên xà lan bởi nên văn câu quán được trăm mấy đây. Thấy hàm không? Bữa đó ta hàm. Sao lỗ được? Thì không có lỗ nhưng mà không có bằng bữa. Vẫn lời. Lời ít nhiều nhưng cũng lời ha. Vẫn lời. Rồi văn câu tới câu rồi văn lỗ nó là tới số. Em có tép em đặt câu vậy buộc câu chặt cá cho đã. Tép gông mà văn nhúc vậy thiệt chứ văn tép gông văn tệ cũng phải 600 câu. Mình chủ yếu là mình nhờ đường dài, mình nhờ số lượng. Đúng rồi. Cái này có lính phao tiếp mà lo. Hồi xưa mình cũng nhắn thêm mấy được mà bây giờ có lính thôi không chắc buộc nhiều sao. Ngày đúng. Nếu không có thôi. Đúng, đồng ý. Anh nghĩ về đào tạo bàn lính anh mau lớn. Nó tiếp anh coi nha. Tiếp à. Về đó nói con phao câu tiếp cha đi cha rồi cái kiếm tôm càng cho con ăn là chịu liền gì. Chơi vậy chứ thằng lính em hồi chiều đâu nội nó chồng kiện là ra lấy cẩu vào múc tiếp nội nó đó. Dạ hả? Dạ không đem cẩu vào múc ở ngoài cũng nội đó. Trời ơi, bữa nay sao cái này không rồi nhí? Có cái mùi anh Nghĩa ơi. Có cái hơi á Nghĩa. À đúng rồi. Cái hơi. Ơi, hồi nãy cái gần xong rồi nha. Trời ơi. Lại đầu rồi đó. Một con cá sao? Con xanh kỳ. Ủa, kìa. Sao? À, xanh kỳ. Xong cái kiểu ác đạn không dễ anh nhí trời. Trời ơi, con nó xanh kỳ nó còn ốm hơn tôi nữa. Gán đi, gán thêm hai đứa tôi đi nghĩa rồi tôi hồng công tôi vô nước ngày mai mốt mình đi đá banh. Đá banh, chà được à. Ừ. Rồi xong cái cá viền đâu mất tiêu cái viền luôn rồi. Năm đá thằng kêu bị là chơi được rồi. Chỉ cho tao. Đâu có bạn bên mình cũng bên chụp bóng luôn à.
Hôm giờ em nói em nhăn dế, em mua 10.000 dế về móc vô thử khúc em nhăn coi nó ăn chưa mà em làm biết kìa. Gì hả? Nhăn đi nhẹo móc thử khúc là biết à. Ừ. Hết mọi hảo hết rồi là biết liền à. Ừ. Còn mình, gỗ câu mình gỡ ra bỏ rồi. Làm gì gỡ? Cho lử xét hết để cho chi. Câu hợp á hả? Ừ. Ôi trời, nói gì bố câu hợp lại thôi. Ừ. Em có chăn tép không? Đặt lại câu kia em nhăn. À, tóm, tóm lử hoài riết mệt luôn đó. Chăn tép hay chăn câu gì tư? Tư gì tư năm. Còn nhân tôm nhân với sáu vừa. Ơi. Bữa nay lỗ lỗ xăng luôn gì đây? Dính gì đâu không đây? Dì ba có nghĩa là chắc để cái đường kính nó ba dìm hả? Phải không? Nó tích cộng dây hay vậy ai biết. Tại bữa nào em lên. Chắc vậy quá nghe. Hả? Chắc vậy quá. Không biết đâu hả? Chứ bữa em lên đặt câu là em mới phát hiện ra được một chắc lý nữa, xài câu mười mấy năm nay mới phát hiện ra biết gì không nghe. Gì? Nó tính thêm cái gọng nữa. Gì vậy hả? Cái gọng bự nhỏ nữa hả? Đâu có cái ừ. Tại vì bữa lên ông hô, ông điện, ông này điện, ông kia hô là câu dây ba gữ mà gọng 17. Mới biết. Mới biết là nó tính thêm cái gọng nữa. Thua. Quá vậy phức tạp quá. Anh chưa hiểu, gọng là gì? Gọng là cái co, gọng cái co của nó. Cái co, cái co bự nhỏ. Hiểu không? Cái móc hả? Cái chữ U hả? Ừ, chữ U á. Rồi tới giờ văn câu mà cũng mười mấy năm mới biết lưỡi câu đó kêu là lưỡi câu gì. À, là lưỡi gì? Đúng không, lưỡi gì? Không biết. Nó kêu ở trên, nó kêu là lưỡi câu sóc. Sóc hả? Ừ. Nhà bữa lên ông này điện nghe hỏi ông kia mới biết chứ mà chưa biết. còn mình đi mua câu rồi cái kêu câu NL chứ sai á anh hả? Nó y như chữ L nó chạy. Ờ, kêu đại chứ biết lữ gì vậy. Động não lên làm chứ cờ. Còn đi mua lớn là đi mua lớn câu. Bao. Ừ. Vừa báo là hỏi làm gì tôi chịu uống cấu. Cà ốt. Trời ơi, bữa nay hỏng rồi cá mà gách lưới dữ ta. Chẳng thằng là nước đưa xuống. Rồi chăng lên tới đỉnh đầu. Bữa nay lỗ đầu. Ôi chưa, còn là dài. Chưa. Vô giờ ông kiếm mới thành kỳ nữa anh. Ừ, nghe, chưa vô tới điểm mà. Khúc hài lúc nào nó cũng nằm ở sau không? Ừ. Thiệt bài cá nằm trong đó đó. Ta lưới này bữa hổm cắt làm hai phải không? Bây giờ về cắt ra lại cái làm bốn. Cái làm bốn nữa. Ừ. Còn mấy con em dục cái bình lưới vô cái chèo cá điêu hồng thí nghiệm mà nó có chết, nó có bị cắt nó vậy không kìa. Vậy hả? Để giữ nguyên hiện trường nó cho em nha. Em để em thử có bị cắn hay có chết không. Cái này điều tra dữ rồi. Sao còn cái ký lâu trong bạch mới tính lên thấy lũng lỗ thôi đếm chuồng luôn kìa. Sáng lấy con quan chỉ gửi. Dạ. Yeah. Gửi chỉ bảy. Ủa không để cho dạng văn sao? Anh dạng ông nghĩ ông chia là em thì bây giờ nói chung là tép có ba lần không có lên tới được chợ đâu. Ừ, tép bự mà. Không phải, ừ. Tại vì ông nhạc ông bữa nào ông nghỉ thì ông không báo cho em, ông kêu có ba đưa em. Ừ.
có nhiều em cũng gom hết rồi. Chứ bán người khác là buồn à. Xác nhè. Ông xiên quá. Cái gì mồm vậy chứ, cái mồm như con tôm làm được. Ngồi bóng ngồi sống thấy thâm đen quá. Móc chặn ai phải móc con dế không ngủ khùng không nghe. Cực lắm. Phải ngắt đầu ra ha. Tay gàng cực mà kéo câu nó sướng. Dính tôm bún đã. Còn mình đây giăng lưới gỡ gốc cũng đã nữa. Qua wow. Từ nãy giờ có dữ à. Mới có mấy con à, thua ngày hôm qua hôm kia gì em đeo bè nữa. Còn ở dưới bè dưới thì cốt nằm cặp bè. Anh Văn càng xa nó càng không có cốt. Gì hả? Ừ. Ngộ quá. Anh Văn cặp bè cục gạch nào mà lọt xuống một cái dính có dày luôn á. Neo em neo ngang cũng vậy nữa. Nó dính quá. Cặp trong bè không à. À, tức mình quá đem lưới một tắc hai xuống neo luôn à. Người coi dính cốt nữa. Vậy chứ ông thấy cái ông ở dưới bè cũng phước không. Ông bộ cách khác mà bộ lưới xấu hành. Hay ghê không. Ông hồn một con là đáng một con. Ồ. Vậy dù sao tỷ lệ vậy cũng còn chơi được. Ba cá út con cá sát, ba cá út con cá sinh kỳ. Còn em bữa hổm lên trên nó hai là 102 con cá út mà đừng con cá sát. Trời trời. Cuốn đầu ở đó về đâu cả chục ký cá út mà có bốn con cá sát cái gì đó. À, gà sẽ khô à, gửi đi Phú Quốc luôn hả? Gửi Phú Quốc, gửi thành phố, gửi từ lưa chứ ghê không? À, mình đây cái cá đốt có gửi qua bên Hàn Quốc rồi đó nha. Chứ cá út này có về gửi về út chưa? Chưa. Dạ. Đó, khúc này xanh kỳ nhí ơi. Đúng rồi, tới lạch xanh kỳ rồi. Ừ. Cái này là cái khúc cuối của em nè phải không nhí? Em hay nói nè phải không? Lúc hay phim là nó phải hay tục cuối. Cốt nổi lên luôn kìa. Cỡ này mà có rồi cái xác bự bự gì bán đã ha. Cỡ này hiếm. Cỡ này cả xác ba ngữ không anh ơi. Bè dưới cũng vậy nữa. Vậy hả? Cả xác lưới ba ngữ thấy mấy người súng nó súng cũng cách nhỏ. Cái nhỏ. Mà ngặt cái bên xuống dưới á. Bộ ba ngữ xanh kỳ gớm nổi. Ừ. Xanh kỳ nhỏ cái này ở dưới nó dữ lắm. Quá wow, rồi cá lên tim một bụng kìa. Học trò à. Bộ lưới phao ha, anh cầm lưới phao ha, làm lửa tực mà không dính được mấy con nha. Có dính đi nữa nó cũng vừa dính lưới không đó. Hổm gà lâu quá hổm có bủa học trò lại hết à. Thêm ngủ quá như vậy ơi. Rồi. Thêm ngủ mà gặp cái tình trạng này nữa. Anh nghĩ rồi. Cá gì đâu không. Bình thường thôi anh ơi. Cá gì đâu không. Một hồi lên dàm đi. Có cá ga ụt quét con lưới coi. Wow,
cốt có dây à. Chứ lại bữa lớn tao mà nghe mấy đám cá chết nhiều rồi không nói. Ừ. Có cá, có cá dính là vui. Vậy chứ vậy đó chứ lư phao mà chịu dính hổn lắm nha. Đợt trước cũng dính trắng nữa. Rồi vô tới đây là tới ba cái gì tảo của cá nè. Rồi xong hiểu luôn. Cá bữa nay đi mất tiêu trơn rồi bạn Tùng ơi. Đi chùa vậy. Ừ. Thường cả hổm là vô đây trắng lưới nè. Bữa nay đi núi vậy. Hết lưới hả nè? Hết rồi. Hết thiệt rồi đó. Rồi bữa nay xin gì cũng hết luôn. Thắt luôn. Thất thu. Đủ mấy. Thắt đủ thứ. Ồ, an ủi. Từ mai mốt đem lưới lớn xuống neo. Hết thiệt rồi. Tắm lưới rồi cả nhà. Rồi. Này ít cá. Neo nặng dữ ta. Ít cá sinh kỳ cá sát nên cái thu nhập của mình ít. Nó út với lại cái học trò này bán ít tiền. Nhiều con lắm nhưng mà mấy cá này thì bán không có nhiều. Không có nhiều tiền. Anh Nghĩa nói thì chút xíu nên Nghĩa canh con nước nhả xuống để dăng thuốc lưới nữa. Nên có thu nhập, chứ giờ là thất rồi. Rồi xong tiền mà nhiêu đây là về đâu có đủ chi phí gì đâu, xăng cộ, công cán, rồi lưới này kia. Vậy rồi, bây giờ đã xong buổi thầm lưới rồi. Bây giờ anh em mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Nghĩa và em Nhí. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Chào cả nhà.